miếng dán xung điện này có dễ sử dụng hay không? Và Sơn xin chào bà con ha. Hiện giờ trên thị trường thì có rất là nhiều dòng máy và rất là dễ sử dụng, tại cái máy này sử dụng cho cá nhân mà nó nhiều cái sự lựa chọn để cô chú anh chị mình có thể chọn cái nào phù hợp với mình nha. Những cái dòng đơn giản truyền thống như vậy nè, phù hợp cho ông bà mình lớn tuổi, tại vì nó chỉ có một cái nút tắt và mở hoặc là độ mạnh yếu là bên đây, rất là dễ sử dụng nè. Rồi cái này là mình chỉnh mode có 3 chức năng A, B, C đó. Ví dụ giống như là mình thích là massage ngắn hoặc dài, theo xung điện ngắn hoặc dài. Còn cái này mạnh yếu là chọn cái này. Còn bên nút này là chọn hẹn giờ 10 phút, 20 phút, 40 phút để máy sẽ tự ngắt khi mà mình ngủ quên ha cô chú anh chị nha. Rất là dễ sử dụng nha. Rồi còn cái dòng máy tương tự của Dr. Hồ là dòng pin sạc đó, nó mất tiền hơn một chút. Cô chú anh chị mình coi. Đó, nó cũng là hai cộng dây ra, mỗi cộng dây là một cặp dán nha. Nè, mình có tới 7 chức năng A, B, C, D, E, F mình chọn hoặc on tất cả. Rồi thời gian là 20 phút, 30 phút, 40 phút tự nghỉ nè. Rồi bên trái mình cặp dán bên trái mình chỉnh mạnh yếu, cặp dán bên phải chỉnh mạnh yếu riêng nha. Tức là cùng một lúc mình sử dụng được là 4 miếng dán. Nhờ thông thường thì Hoàng Sơn thấy bà con mình hay sử dụng có một cặp thôi. Ví dụ một cặp lớn, còn là một cặp lót chân, trong khi đó mình có thể sử dụng vừa lót chân vừa cặp dán nhỏ, hoặc là hai cặp dán nhỏ cô chú anh chị nha. Rất là dễ sử dụng. Trên thị trường thì có những dòng máy đa chức năng nữa ha. Nhưng mà Hoàng Sơn thấy hai cái dòng này là cơ bản đầy đủ rồi. Tại nhiều chức năng quá thì nó cũng hơn nhau xíu về cái độ dài, độ ngắn của cái xung điện thôi. Thì cái này là nhiều chức năng hơn nè. Còn này cơ bản ba chức năng là đủ rồi. Cô chú anh chị nha. Và hẹn giờ thì cái này rất là bền cho bà con ở quê ha. Còn những cái dòng này thì nó rất là đẹp để phù hợp để bà con mình có thể đi nước ngoài, mình có thể sạc điện được từ 110 đến 220. Cả nhà thấy không? Ít nút nhấn, dễ sử dụng. Rồi có gì thắc mắc thì cô chú anh chị mình có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn để được tư vấn kỹ hơn. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha.